Xin chào các bạn, mình là Thanh Sơn ở cây cảnh chợ hàng. Hôm nay mình xin giới thiệu về chăm sóc cây lan. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp năm Kỷ Hợi. Cái lan này là lan hồ điệp. Hồ điệp hay là các loại phong lan khác, nói chung gọi là phong lan ấy, thì là cái dòng phong lan ấy thì là nó không mấy khi chết khô cả. Tất nhiên là khi thiếu nước thì cây cũng héo và xấu. Nên chúng ta tưới nước cho lan là chúng ta sẽ không tưới thật đẫm nước vào bồng. Nếu mà thời tiết độ ẩm của chúng ta cao như này thì chúng ta chỉ cần tưới nhẹ nhàng vào cái phần lá của cây và chúng ta tưới hơi vào lõn cây một vào bồng cây một chút để cho cây nó cũng có một chút nước ở trong bồng và lá cây cũng là cái nơi mà hấp thụ nước. Tính năng của lan là không chết khô nên các bạn tưới vừa phải thôi. Nếu mà trời mà cái năm mà trời hanh ấy thì chúng ta sẽ tưới đẫm bồng cho cây nhưng cũng chỉ đẫm đến mức thôi, chứ còn nếu mà quá sũng nước ấy là cây sẽ bị thối rễ. Và thối rễ là lan sẽ chết. Nó chết dần lên cái đọt lan nữa, à, cây lan của chúng ta sẽ hỏng. Nên là những cái trời độ ẩm như này các bạn có thể quên không tưới 1-2 ngày hay 2-3 ngày cây lan cũng vẫn không sao. Còn nếu độ ẩm ở trong không khí mà xuống dưới tầm 30% hay dưới 30% độ ẩm trong không khí đấy thì các bạn phải tưới nhiều và cho bồng nó ấm ẩm một chút. Còn trời này thì bồng thì chỉ cần một chút nước thôi, còn đâu cơ bản là chúng ta cho ướt lá thì cây lan sẽ xanh tốt suốt. Chăm lan là vì lan là nó gọi là phong lan, nghĩa là nó dựa vào cái môi trường, tức là dựa vào không khí. Thế mà cái không khí của chúng ta độ ẩm cao ấy, thì là chúng ta không cần phải tưới, lan sẽ không chết khô bao giờ cả. Còn chúng ta cũng phải lưu ý, trong nhà của chúng ta có những gia đình là nhà là khô, là vì là chẳng hạn ta sử dụng nhiều bóng đèn ấy, độ nóng ở trong nhà nó cao, đâm ra là lan nó khô. Có trường hợp là cái nhà váy cưới đấy, chúng ta cửa kính ấy, thế xong rồi chúng ta lại không tưới nước vào bồng một chút nào cả mà ta chỉ phun thế này thôi, bồng quá khô đấy. Sau khi độ nóng cao thì cái nước ở trên lá lan này sẽ bay hơi rất nhanh. Mà các bạn không tưới thì cây lan nó bị héo. Thế tôi đã có lần tôi đến tôi tưới trực tiếp vào cho thì lập tức sau có một ngày thôi là hoa lan lại tươi lại. Đấy là chứng tỏ rằng là nó không chết khô nhưng mà thấy hoa lan đã bắt đầu héo thì các bạn phải phun nước nhiều hơn một chút vào bồng. Thế còn đâu là hoa lan ấy là chúng ta không tuyệt đối là không tưới nước vào trong hoa, mà thường thường là nếu nó ở ngoài vườn thì không nói làm gì, còn nhất những cái môi trường mà nó có bụi ấy là nước vào cộng với bụi là cánh hoa sẽ hỏng. Thế còn trường hợp mà các bạn muốn tưới vào hoa thì chúng ta sẽ tưới đằng sau cánh hoa, chúng ta phun ngược đằng sau. Đấy, ta phun ngược đằng sau cánh hoa thì nó sẽ không bị hỏng cái cánh hoa của ta. Nhưng mà trường hợp đấy là trường hợp đặc biệt thôi, vì hoa không may héo rồi thì chúng ta phải tưới vào hoa để cho hoa tươi lại. Còn như thế này thì ta không cần phải tưới đâu, ta chỉ tưới vào lá lan thôi. Lá lan sẽ cung cấp cái lượng nước lên cho hoa lan. Và các bạn lưu ý, lá cây lan rất quan trọng. Các cái nguồn dinh dưỡng của cây đều trông vào cái tích tụ ở trong lá cây, chứ rễ lan vào mùa này thì không quan trọng lắm. Nếu không may các bạn có bị gãy rễ hoặc mất rễ thì cũng không sao, vì là cây lan, cái gốc lan nó cũng một chút rễ ở gần sát gốc thôi, nó cũng có tự thu năng lượng được. Nên chúng ta sẽ sử dụng nước để cho lá lan nó thu hồi cái phần năng lượng. Đấy, chúng tôi chỉ tưới như vậy thôi. Nhưng các bạn cũng lưu ý là cái số bồng trên cây ấy, một cái chậu như thế này nó rất là nhiều bầu cây, nó là nhiều cây ghép lại. Các bạn tưới các bạn phải lưu ý là chúng ta không nên sót cái số bầu, mà sót đi sót lại nhiều lần cái bầu đấy không có nước. Thì cái trong cả một cái chậu lan này của ta, chẳng hạn như là đây là 25 bông lan cũng như là 25 cây lan, bây giờ cái cây nó đã sót rồi thì lần sau nó lại sót nữa, lần sau nữa, ta tưới 3-4-5 lần mà vẫn cứ sót cái đúng cái cây đấy thì cây đấy sẽ héo. Mà các bạn nhìn thấy cây lan nào héo thì các bạn phải lần xuống gốc nó để biết rằng là cây lan đấy thiếu nước. Chúng ta sẽ tập trung tưới vào cái cây mà nó héo đấy nhiều hơn một chút nữa, tăng cường lên một chút nữa, và lần sau chúng ta tưới chúng ta cũng lưu ý nhớ đến nó. Còn lại chúng ta có một vài cái cây phụ kiện. Cái cây phụ kiện này nó được ép vào sơ dừa thôi. Thế là chúng nó bây giờ tạm thời chơi những ngày Tết, nó chỉ trông vào cái lượng nước ẩm tưới, nên khi ta phun lan thì ta lưu ý tưới vào cả cái cây phụ kiện nữa để cho cây nó tươi. Để ta chơi một số ngày Tết nó đẹp, còn sau này cái cây phụ kiện hết ngày chúng ta có thể bỏ nó ra vườn, trồng vào cái gì thì trồng. Xin chào các bạn.